tập 1 Cherry hỏi đáp bí kíp kinh doanh khu vui chơi. Bạn băn khoăn về kinh doanh khu vui chơi? Đừng lo lắng, vì Cherry hỏi đáp bí kíp kinh doanh khu vui chơi đã có mặt. Tại series này, mình sẽ giải đáp thắc mắc và chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh khu vui chơi thông qua việc trả lời các câu hỏi của mọi người. Trong tập 1, mình sẽ trả lời 3 câu hỏi được hỏi nhiều nhất. Thứ nhất, những giấy tờ thủ tục cần thiết để mở khu vui chơi trẻ em là gì? Mở khu vui chơi trẻ em cần có 3 loại giấy phép sau: giấy chứng nhận mở khu vui chơi trẻ em, giấy phép phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường hợp khu vui chơi có kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thứ hai, thời gian thu hồi vốn là bao lâu? Thời gian thu hồi vốn cho mỗi khu vui chơi phụ thuộc vào các yếu tố như tổng đầu tư, mức độ cạnh tranh, giá vé và lượng khách trung bình hàng ngày. Với các chủ đầu tư mát tay thì khu vui chơi thường có thể thu hồi vốn từ 4 đến 6 tháng. Một số khu vui chơi thu hồi vốn sớm hơn nhờ vào liên kết nhiều loại hình kinh doanh hiệu quả. Thứ ba, những thiết bị đồ chơi trong nhà nào được ưu tiên lắp đặt? Trò chơi phổ biến nhất hiện nay là nhà bóng liên hoàn với hồ bóng rộng, tiếp đến là đu quay cho bé nhỏ, leo dốc đập chuông cho bé năng động cùng với leo núi và sàn nhún trampoline. Lưu ý, chủ đầu tư cần xem xét kỹ quy mô và vốn, lập kế hoạch chi tiết trước khi chọn thiết bị vui chơi. Nếu các bạn đã và đang có thắc mắc gì thì đừng ngần ngại comment phía dưới để được mình giải đáp trong các tập tiếp theo của series nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.